Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại bây giờ là 5 giờ chiều nhưng mà trời còn nắng trong xanh khá đẹp. Thì hiện tại mình đang có mặt tại thị xã Kỳ Anh thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Thì mình đang đứng ở trên cái con đường dẫn vào thị xã Kỳ Anh. Và thì trong video này mình sẽ review cái cảnh quan của cái thị xã Kỳ Anh gửi đến cô chú anh chị các bạn xem nha, theo dõi hết video của mình nha. Rồi giờ mình bắt đầu đây. Đây là cái cổng này, nè cái cổng báo đây, nè thị xã Kỳ Anh. À, thì đây là cái con đường đi xuyên qua thị xã Kỳ Anh đây. Có lẽ là con đường này là con đường quốc lộ 1A cũ. Thì hiện nay nó là con đường nội thị, cũng giống như nhiều cái đô thị khác. Bởi có một cái con đường mới, đường tránh qua trung tâm thị xã Kỳ Anh. Đó là con đường mới, còn đường này vẫn là đường cũ thôi. Rồi, giờ mình bắt đầu mình di chuyển nha. Đây, quang cảnh buổi chiều, 5 giờ chiều tại thị xã Kỳ Anh. Để mình xem con đường này có tên là gì. À, đường này là đường Lê Đại Hành. À, đường Lê Đại Hành đây nha. À, đi dần dần vào bên trong. À, xem như thế nào chứ mới cái đoạn phía ngoài đây thì đường phố thì, không có đẹp. Không được sạch sẽ cho lắm. Nhà cửa hai bên thì cũng khá là sầm uất rồi. Thì thị xã Kỳ Anh hiện nay cũng phát triển dựa trên cơ sở là trước kia là cái thị trấn, có thị trấn nhỏ, giờ nó mở rộng ra các cái xã thì trở thành một cái thị xã. Hai bên đường thì cửa hàng cửa hiệu dày đặc luôn, rất là nhiều, không thiếu thứ gì. Hà Tĩnh là một tỉnh cũng được tách ra, trước kia là gọi là Nghệ Tĩnh, đó là tách ra từ tỉnh Nghệ Tĩnh thành hai, đó là Hà Tĩnh và Nghệ An hiện nay. Cái này là bến xe, bến xe Hà Tĩnh. Khu này khu vực bến xe. Mình có thể là mình đi thẳng cái con đường này, có cái bảng trước đi chỉ dẫn này. Đi thẳng đường này là đi đến Đồng Hới, của thành phố Đồng Hới của Quảng Bình. À, vậy thì con đường này chính xác là con đường quốc lộ ngày xưa. Hiện nay nó cũng vẫn là đường quốc lộ xuyên qua thị xã, xuyên qua đô thị. Nó trở thành đường nội thị, có tên là đường Lê Đại Hành. Đây, chỗ này là một cái ngã tư, ngã ba này. Đó, hướng trẻ lên rất là rộng nha. Rất là rộng luôn. Chỗ này không biết sao là chỗ ngã ba này, cái đường nó quá rộng luôn, mở rộng mênh mông luôn, rộng thì có rộng nhưng mà không đẹp. Có lẽ là người ta dự kiến để trong tương lai người ta chỉnh chu lại nó đẹp hơn á, hiện giờ thì không thấy không đẹp. Hôm trước mình đi ra đi qua thị xã Kỳ Anh là lúc tối rồi, 8 giờ tối.
nên là cũng không có cảm nhận được hết cái cảnh quan, cái sự phát triển của thị xã nó như thế nào. Chỉ có ban ngày hôm nay mình rõ thì mình mới review cái cảnh quan của chú anh chị các bạn xem. Đây là cũng là một cái cây cầu nội thị, cầu nằm ở giữa thị xã Kỳ Anh. Qua đến bên này thì nó là cái con đường khác, mấy tên khác rồi. Hà Tĩnh là bản số xe là 38 nha. Số xe của Hà Tĩnh là 38. Cái chỗ này nó có một cái hồ ha. Có cái hồ nằm tại trung tâm của thị xã, khá rộng. Đây ban đêm thì có vẻ nó mát hơn. Khu này cũng có vẻ khang trang, nhiều những tòa nhà xây dựng to đẹp đó. Có những cái con đường ngang đi dẫn vào đẹp đó, những con đường ngang. Không biết là ở thị xã Kỳ Anh là có những cái điểm du lịch nào nổi tiếng không đây. Trước giờ thì mình cũng chưa có được nghe về cái những cái điểm du lịch ở Hà Tĩnh. Có lẽ là Hà Tĩnh, thành phố, kể cả thành phố Hà Tĩnh phát triển du lịch không có thuận lợi hay sao thì xã Kỳ Anh này nữa nè. Rồi mà đi nhanh nhanh nha, đi nhanh nhanh lên trên con đường chính này. Thị xã Kỳ Anh vẫn tiếp tục xây dựng mở rộng nữa hay sao? Con đường
đường này là con đường chính đi xuyên qua thị xã, xuyên qua trung tâm thị xã, nhưng người ta thiết kế rồi trang trí đường không đẹp nha. Đường thì rộng thì có rộng, quá rộng luôn. Có thể là tương lai người ta làm cái chia đôi cái đường này ra để làm đường một chiều tiện hơn. Ở chỗ này là ngã tư, tư cũng quá trời rộng luôn. Chạy đoạn nữa nha, đoạn nữa cho hết cái ranh giới ở trung tâm thị xã đó. Chắc cũng sắp hết rồi sao. Thấy ở đây nhà cửa thì nó thấp thấp thôi, nhà cấp 4 rất là nhiều. Đất đai mênh mông. Có lẽ là thị xã Kỳ Anh nó cũng mới thôi. Cũng chưa lâu lắm mới. Cho nên là dân cư tập trung về đây nó cũng chưa có sầm uất lắm. Đất đai còn mênh mông. Có lẽ mình ra phía ngoài này là hết cái trung tâm thị xã rồi, ra ngoài này là cái vùng phía ngoài rồi nha. Đây là cái thông bản nó báo rồi à, ra ngoài này là thuộc xã rồi. Rồi vậy thì mình cũng xin kết thúc video này tại đây nha cô chú anh chị các bạn. Hẹn gặp lại chú anh chị các bạn trong những video mới tiếp theo nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.